chọn làm giàu trên mảnh đất cha ông. Hãy chọn bạn đồng hành đáng tin cậy. Chọn đạm Cà Mau hạt đục là chọn cách tiết kiệm để nuôi cây. Cho lá xanh bền, giúp thân khỏe mạnh và mùa màng thắng lợi. Chọn đạm Cà Mau là chọn hướng làm giàu bền vững. Đạm Cà Mau, hạt nọc mùa vàng.